sao mình hút sữa đúng giờ, hút sữa đủ số cữ, không bỏ cữ, nhưng mà vẫn cứ tắc tia tái đi tái lại, thì chúng ta cần phải xem lại cái nguyên nhân là mình có bị đau đầu ti hay không, có bị tổn thương đầu ti hay không. Thì nó chỉ có hai nguyên nhân chính thôi các mẹ nha. Cái nguyên nhân chính thứ nhất đó là do uống sữa, giống như là ban đầu mà có nói ở cái vùng, ở cái phần phân loại á. Cái nguyên nhân thứ hai đó là do nhiễm khuẩn, nhưng mà lại có rất rất là nhiều các cái nguyên nhân khác nhau dẫn đến hai cái nguyên nhân này. Thì bây giờ Trâm sẽ chia ra làm hai cái nguyên nhân chủ yếu, đó là nguy cơ, cái nguyên nhân trực tiếp và nguyên nhân gián tiếp. Vậy thì trực tiếp là gì và gián tiếp là gì, thì chúng ta sẽ đi tiếp phần phần tiếp theo ha. Bây giờ các mẹ nhìn lên màn hình thì các mẹ sẽ thấy là hai cái đầu ti ấy, các mẹ thấy có gì bất thường không? Mẹ thấy có gì bất thường không ha? Các mẹ có thể gõ vào phần chat này. Đây, hai cái đầu ti ở đây á, thì các mẹ sẽ thấy là dạ đúng rồi, nứt đầu ti, đúng rồi ạ. Đây là tình trạng tổn thương ở đầu ti, hay các mẹ còn gọi là nứt đầu ti. Cái tình trạng mà tổn thương đầu ti phồng rộp nứt, đúng rồi ạ. Tình trạng mà bị tổn thương như thế này á, đây là nguyên nhân hàng đầu và nó chiếm tới 70 đến 80% các cái nguyên nhân gây ra gây viêm tắc tuyến sữa. Thì một số mẹ á, là thắc mắc là tại sao mình hút sữa đúng giờ, hút sữa đủ số cữ, không bỏ cữ, nhưng mà vẫn cứ tắc tia tái đi tái lại, thì chúng ta cần phải xem lại cái nguyên nhân là mình có bị đau đầu ti hay không, có bị tổn thương đầu ti hay không. Trên hình thì Trâm chỉ show cho các mẹ những cái núm ti mà nó bị tổn thương rất là rõ thì mình mới thấy thôi. Còn có những cái tổn thương á, nó rất là nhỏ, cực kỳ nhỏ, cho nên là đôi khi nhìn bằng mắt thường các mẹ không thấy được. Nhưng mà ví dụ như nếu như các mẹ có cái việc mà bị đau đầu ti liên tục kéo dài á, thì đó là một cái nguyên nhân, đôi khi là nguyên nhân gốc khiến cho mẹ bị tắc tia mà các mẹ không biết ha. Nếu như mà cái tình trạng đau đầu ti của các mẹ kéo dài thì các mẹ cần phải tìm cách làm thế nào cho cái đầu ti của mình lành lặn, không bị đau nữa, thì chúng ta mới khắc phục được cái việc là tắc tia. Rồi cái nguyên nhân mà khiến cho mẹ bị đau đầu ti thì lại có rất là nhiều nguyên nhân. Nguyên nhân đầu tiên đó là do bú, bé bú sai khớp ngậm, bú sai tư thế ha. Thì trong cái việc này thì mình cần phải chỉnh sửa lại cái khớp ngậm cho bé, để mà bé có một cái khớp ngậm tốt hơn này, đúng đúng hơn. Thì khi mà bé có khớp ngậm tốt hơn á, thì bé sẽ lấy sữa ra được hiệu quả này. Cái thứ hai là đầu ti của mình sẽ hạn chế cái việc là bị đau, bị nứt đầu ti hay là bị tổn thương. Thì lúc đó mình mới khắc phục được cái việc là bị tắc tia sữa tái đi tái lại. Cái nguyên nhân thứ hai đó là do mẹ hút sữa sai cách. Sai cách ở đây thì có rất là nhiều, ví dụ như mẹ chọn không đúng sai phễu này, hoặc là mẹ hút máy với một áp lực quá mạnh này, hoặc là hút trong một cái thời gian quá là lâu. Có những mẹ là hút sữa tới 45 phút đến 1 tiếng đồng hồ thì mới chấm dứt được cái cữ hút của mình á. Thì như vậy được gọi là hút sữa rất lâu rồi đấy. Thì các mẹ cần phải xem lại là cái việc mà hút sữa lâu như vậy á, thì mình cần phải khắc phục làm thế nào để mà rút ngắn cái thời gian hút sữa lại. Rồi nếu như mà hút mà trong cái áp lực quá mạnh á, tại vì nhiều mẹ nghĩ là phải hút thật là mạnh thì mới lấy được sữa ra ấy. Và đôi khi các mẹ tắc tia thì các mẹ lại cố gắng cầm cái máy, các mẹ hút lâu hơn hoặc là hút mạnh hơn để nhằm mục đích là lấy được sữa ra ấy. Nhưng mà càng hút lâu, càng hút mạnh thì lại khiến cho cái núm ti của mình làm việc quá nhiều, và nó sẽ càng tổn thương, và khi tổn thương thì nó lại càng ức chế tiết sữa hơn, và sữa nó sẽ cũng không có thoát ra được, cho nên là cái việc tắc tia nó sẽ càng bị nặng hơn. Cho nên chúng ta cần phải lưu ý cái việc là hút sữa nha. Đó là hai cái nguyên nhân chính khiến cho núm ti của mẹ bị tổn thương. Rồi cái nguyên nhân thứ hai đó là do ứ sữa. Ví dụ như mẹ quá nhiều sữa ha, thường gặp là những mẹ quá nhiều sữa, có những mẹ rất rất là nhiều sữa. Và cái việc mà quá nhiều sữa mà ví dụ như nó quá vượt quá so với cái lại nhu cầu của em bé, thì thứ nhất là khiến cho mẹ rất là mệt mỏi, thứ hai là khi mà sữa ứ lại ở trong ngực á, thì nó sẽ làm cho cơ thể dễ bị tắc tia hoặc là dễ bị viêm.
Và cái nguyên nhân thứ hai là Trâm cũng thường gặp ở rất là nhiều mẹ, đó là quên hút, quên một cữ hút nào đó, hoặc là trễ một cữ hút nào đó, hoặc là vào một cái thời kỳ mà em bé giảm cái nhu cầu bú á. Ví dụ như bình thường là bé bú 2 tiếng một lần, mà bỗng nay là bé đôi khi 4 tiếng 5 tiếng bé mới bú một lần á, thì đột ngột 1 2 ngày như vậy á, thì sẽ khiến cho cơ thể quá tải cái lượng sữa và bị ứ lại ở trong ngực, thì nó sẽ làm cho mẹ bị tắc tia. Cái thường gặp nhất đó là Trâm thấy các mẹ hay quên cữ, ví dụ như ban đêm ngủ quên ấy, thay vì 3 giờ thì lại 4 giờ 5 giờ mới hút. Ví dụ như các mẹ xếp là 3 6 9 12, nhưng mà thay vì 3 giờ hút thì các mẹ ngủ quên đến 4 giờ hay là 5 giờ mới hút, thì cái đó rất là một cái nguy cơ rất là cao khiến cho mẹ dễ bị tắc tia. Nên là mỗi lần mà Trâm đi làm cho các mẹ là khi mà hỏi tắc tia lâu chưa rồi mới thì tắc hôm qua, là hỏi ngay là có quên cữ hút không, hay là có để sữa ở trong ngực lâu quá mà con không bú không, là kiểu gì cũng ra cái câu là em bị quên hút. Nên là cái này Trâm thấy là cái nguyên nhân này cũng rất là phổ biến, khiến cho các mẹ dễ bị tắc tia hơn. Cái nguyên nhân trực tiếp thứ hai, thứ ba đó là do chấn thương ở vùng vú. Ví dụ như mẹ mặc áo ngực quá chật này, rồi có những cái sang chân sang sang thương khác ở vú, ví dụ như là khi bị tắc tia thì lại cố gắng nhồi nặng thô bạo này, hoặc là vô tình ẵm em bé thì bé đạp vào ngực, thì có khi là hôm nay đạp ngày mai ấy, là bị đau ở một vùng vú và bị viêm ở vùng đấy, hoặc là bị chèn ép trong một cái thời gian dài. Ví dụ như mẹ nằm nghiêng một bên cho con bú, nhưng mà lại nằm nghiêng quá lâu, ở một cái tư thế nằm nghiêng quá lâu, có khi là cả buổi tối chỉ nằm nghiêng một bên thôi, thì đó cũng là một cái nguyên nhân khiến cho mẹ dễ bị tắc ha. Hoặc là một số trường hợp thì Trâm thấy là ít gặp hơn, đó là khi mà mẹ đi tập gym hay là tập yoga, thì một số mẹ là có cái tư thế là nằm sấp xuống sàn nhà, thì đôi khi cái tư thế này á, nếu mà để lâu quá thì cũng sẽ khiến cho mẹ là dễ bị tắc tia. Đó đó là những cái nguyên nhân mà trực tiếp khiến cho mẹ rất là dễ bị tắc tia. Cái nguyên nhân thứ hai là nguyên nhân gián tiếp. Gián tiếp tức là không phải nó ảnh hưởng, nó tác động trực tiếp lên vùng ngực, mà nó ảnh hưởng đến những cái vùng khác và sau đó nó mới đi đến vùng vú. Ví dụ như mẹ đang mắc một cái bệnh nhiễm trùng nào đó ở trong cơ thể, ví dụ mẹ bị viêm họng này, hay là một cái viêm, ổ viêm nào đó ở trong cái cơ thể mình á, thì vi khuẩn từ cái vùng đấy nó sẽ đi theo đường máu và đường bạch huyết, nó sẽ đến tại cái mô tuyến vú và nó sẽ gây viêm vú từ bắt đầu từ một cái ổ viêm khác. Cái thứ hai là một cái sức đề kháng kém, đặc biệt là những cái mẹ mà bị thiếu máu, bị bệnh thiếu máu á, thì những người bé đó rất là dễ bị tắc tia. Hoặc là một người mẹ mà luôn luôn căng thẳng, luôn luôn lo âu và mất ngủ ấy, là cũng một cái nguy cơ cao khiến cho mẹ bị tắc tia. Hoặc là những cái chế độ ăn mà giàu cholesterol ha, giàu 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 chất béo. Chất béo xấu nhá, tại vì chất béo nó có hai loại. Chất béo tốt thì mình không nói rồi. Chất béo xấu ở đây là những cái chất béo mà có trong móng giò hay là mỡ động vật nha. Nếu như mà mình có cái tư tưởng là mình ăn móng giò để nhiều sữa thì thôi, bây giờ mình không ăn nữa. Hoặc là Trâm thấy là một số những cái thức ăn á, mà nó có giàu cái chất béo bão hòa nha, thì khi mà ăn vào cơ thể nó sẽ làm tăng cái chất béo bão hòa ở trong sữa mẹ. Những cái thức ăn đó bao gồm như là sô cô la này, bánh kem này, phô mai, bơ này, bơ bơ chứ không phải quả bơ ha. Đó là những cái thức ăn mà giàu chất béo bão hòa, thì có thể là khi mà mình ăn với một cái số lượng nhiều á, thì nó sẽ làm tăng cái chất béo bão hòa ở trong sữa, thì nó làm cho sữa dễ bị kết dính, dễ bị vón lại, và nó sẽ gây ra cái tình trạng cặn sữa mà các mẹ hay gọi là bị cặn canxi á. Thì nếu như mẹ nào mà hay tắc tia do bị cặn 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 sữa, thì chúng ta xem lại cái chế độ ăn là có ăn những cái thức ăn đấy không. Đó. Thì mình sẽ phải hạn chế ăn những cái đó. Tất nhiên là không phải mẹ nào ăn những cái đó thì cũng sẽ bị tắc nha. Đây chỉ là một cái nguy cơ thôi. Nguy cơ thôi. Nguy cơ thì có mẹ ăn thì sẽ không bị, có mẹ ăn thì sẽ bị.